dân vi tổng lý, quốc pháp hiếu công hầu, ơn dân xã thuận bầu. Tôi đứng đầu hàng xa đây. Ngoài đúng nhỉ? Việc binh lương thuế lệ nay đã thanh thoản ấy, tính tôi hay trịch thượng ở trong làng, chẳng ai dám bàn ngang. Xoay chúng dưới kiếm ăn cũng khá đấy. Nghe nhà phú ông cơ trường động mà, con thị màu nó đã hoang thai, cứ chiếu theo lệ làng khoán bắt vạ không sai. Khoán là cứ phải nộp đủ 100 quan phí đấy ạ. Việc này phải để thằng bố đốp đập mõ mời làng mới được. Thằng bố đốp có nhà không? Đứa nào nó chán gì ngoài đấy? Tao đây, thầy Lý đây. À, con chào thầy Lý à. Bố nó có nhà thì bảo ra ngay đến có việc. Dạ thưa thầy, bố cháu chạy tỉnh lính băng rồi à. Con mẹ này láo thật, làm cái thứ mõ thì bằng sắt gì mày? Dạ, bằng là bằng của cụ bá, bố cháu cất chắc theo hầu cụ bá đấy à. Có chăng là gì chăng chứ. Thôi được, chồng vắng thì vợ thay, mày ra ngay đình có việc. Vâng. Chị em ơi, thương chồng nên phải lầm sang, mong dân ai bắt việc quan đàn bà đánh chị em. Mẹ đi phải thăm tham thôi thương chồng. Ngay đỉnh có việc mà sao bây giờ mày mới ra hả? Dạ thưa thầy, đồng tiền có chứ, người phải có tên. Dạ, thầy để nhà con xưng danh đã à. Làm cái thứ mõ mà cũng danh với chẳng giá. Thôi được. Ấy, bước vào tôi ô sẵn vậy, chẳng dấu gì mẹ định đã. Phải đợi tôi
mày nhật nhật đa ý, lồng giả thành chân. Mày nói mày chửa ra thì các cụ trong làng tao chửa có được ngồi. Thế thế mày là bà chủ chỉ làng tao hả? Là
triềng làng triềng cha, thượng hạ tây đông. Tây đông vào đây này. Có mày đâu? Dạ. Sao mày lại bốc mồm tao? Mày bỏ vào chỗ đấy hả? Dạ, có thế này thì con mới nhớ được đấy thầy ạ. Thế à? Vâng. Con gái phú ông tên là Mẫu Thị, tâm tình ngoại ý, mãn nguyệt, có thai. Có thai vào đây này. Được. Dạ. Sao mày lại có thai cả mồm tao thế hả? Kìa, mày có nâng cao cái giải yếm lên không? Quế làm mồm dạ, tao kìa. Dạ, con nâng cao lắm. Kìa, cao lắm rồi kìa. À. Mày mời già trẻ gái trai gia đình mãn khoán. Ăn khoán vào đây. Có thế không? Có thế thôi vào đây này. Ái trời ạ, giấy này, giấy này. Có bao nhiêu trong này thì ra hết. Ra sạch, ra tiền. Có mày đâu? Dạ. Tao bảo mày đi giao mõ mà mày cứ luẩn quẩn ở đây thế hả? Oh,
quang thì là ngã và nhà nó. Ô này mẹ đốp. Dạ. Tao tính ở làng ta còn cây đa cổ thụ ở bãi chùa. Cứ bắt trà con phú ông ấy. Ngã ra. Đóng cho mỗi cũ một cỗ hậu sự. Thì cũng đỡ cho con cháu về sau ạ. Vâng. Cụ cứ gia đình mà bàn với các cô ấy. Con còn phải vào trong làng xuất cụ thầy ra cái đã. Tao cũng phải đi bàn trước với ông Hương đây. Vâng. Khá khen là cho ông Nguyệt lão khéo xe cái sợi chỉ hầu. Có con mà lại không chồng mới loan. Tơi tơi gốc mà